Xin kính chào quý vị khán giả. Vị trí em đang đứng là ngay cổng công viên Thống Nhất thuộc trục đường Lê Duẩn, ranh giới giữa quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa. Bên công viên Thống Nhất thì có hồ 7 mẫu, còn bên này thì chúng ta có hồ 3 mẫu. Ngày hôm nay thì mời mọi người theo chân em Thiện đi vào đường Ô Đồng Lâm, ven hồ 3 mẫu để xem căn nhà có tầng cao view hồ này. Quý vị cần tham khảo nhà thông tin chuẩn như cụ Lê Duẩn thì xin gọi trực tiếp em Thiện nhé. Khi tìm một nơi sống, một nơi ở thì xu hướng giờ đây chúng ta thường tìm đến là những chỗ có không gian xanh mát, nhiều cây view đẹp. Những chỗ view đẹp thì khá nhiều, nhưng vừa có không gian tốt mà lại không hoang vắng, nhiều tiện ích thì có lẽ là căn này phù hợp hơn cả. Ở đây thì ngay gần phố xã Đan, gần với khu Đại học Bách Kinh xây, lên hồ Hoàn Kiếm 2,5 km, gần trục Giải Phóng là trục khởi đầu quốc lộ 1 đi về các tỉnh phía Nam. Quý vị thân mến, đây chính là căn nhà em Thiện muốn thông tin với quý vị ngày hôm nay. Nhà xây dựng mới độc lập một căn duy nhất. Trên đất thì là một căn nhà có độ cao là 6 tầng, vừa mới hoàn thiện, đang trong quá trình dọn dẹp lau chùi vệ sinh công nghiệp thôi. Mặt bằng đất xây nhà có diện tích được công nhận trên giấy chứng nhận là 42m2. Kích thước chiều ngang là 5m5, sổ đỏ đẹp pháp đi sạch, không quy hoạch, không tranh chấp. Giấy tờ đủ cả, bao gồm cả giấy phép xây dựng, bản thiết kế kiến trúc, giấy tờ điện nước, vân vân. Vì thửa đất này có chiều ngang lên tới 5m5, do đó thì chiều sâu nó sẽ ít đi. Nhà mặt tiền rộng thì thoáng, ban công đẹp, dễ kê đồ, xây dựng thì đồ ra được nhiều. Tuy nhiên thì nhìn nhà sẽ có cảm giác là nông hơn. Mỗi người một sở thích, một cái nhu cầu khác nhau, nhưng được chiều rộng thì chiều sâu nó sẽ ít đi, đó là tất nhiên rồi. Cũng chính vì nhà có mặt tiền rộng nên là gia chủ thiết kế mỗi tầng một phòng là rất hợp lý rồi ạ. Từ thiết kế thì dẫn tới công năng sử dụng như sau. Tầng 1 là phòng bếp, tầng 2, 3, 4 và 5, mỗi tầng một phòng rộng có vệ sinh. Tầng 6 sẽ là sân thượng phòng thờ. Ở bên trên tầng 6 thì vẫn còn tum trồng nắng để đồ và view hồ nữa. Như vậy công năng sử dụng của nhà là rất tốt rồi. Để sau đây thì em Thiện xin mời quý vị sẽ ngắm nhìn căn nhà này ở từ trong ra và cái ngõ trước nhà nhé. Cũng có thể nói rằng đây là một căn nhà dành cho quý vị nào mà thích xây dựng kỹ và gu thẩm mỹ cao. Tại vì nhà xây rất cẩn thận, trang bị đẹp từ gạch lát, thiết bị vệ sinh tới cửa giả, thạch cao, đèn led và loại sơn vân vân. Nhà thì được design và thiết kế riêng chứ không phải hàng chợ đâu ạ. Quý vị xem nhà có thể tùy chỉnh video này ở chế độ 4K hoặc là Full HD để có thể xem rõ hơn. Di chuyển trong nhà tầng cao thì sẽ nhàn hơn rất nhiều khi mà chúng ta có thang máy á. Thang này thì có tải thiết kế là 450kg, sức chứa cùng lúc là được 6 người. Thang máy mới vừa mới kiểm định xong, còn chưa bóc tem luôn, chưa dọn dẹp sạch sẽ ạ. Tài sản này thì vẫn còn những ưu điểm khác, những yếu tố khác nữa mà nhất thời chưa thể nào liệt kê hết được. Quý cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể tới xem hoặc là liên hệ Thiện để chi tiết hơn nhé. Về cái giá nhà thì em xin cập nhật ở phần mô tả video này ạ. Đây là thời giá hiện tại và có thể thay đổi tùy thương lượng, tùy diễn biến của thị trường và tùy cái nhu cầu của hai bên. Nhà mặt tiền rộng 5m5, mới xây 6 tầng, có thang máy, ngõ rộng, ở ngay phố Ô Đồng Lầm, ven hồ Ba Mẫu, trung tâm quận Đống Đa, Hà Nội. Xây dựng kỹ càng, tỉ mỉ, có thang máy, trang bị đắt tiền, đang cần bán, cần giao dịch ngay. Đó là những thông tin chính về căn nhà quý vị đang xem đây. Cần xem nhà và làm việc chính chủ thì xin gọi em Thiện 0902661999 ạ. Xin được trân trọng cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các clip sau. Xin cảm ơn ạ.